Tôi là Nguyễn Hoàng Kiển, xin mến chào bà con và các bạn. Hôm nay mình có đến nhà vườn của Chiêu ở Bình Tân, Vĩnh Long để review chia sẻ và báo giá bông rang đến bà con. Thì vườn của Chiêu gồm những cây lứa, cây giống có rất là nhiều nha bà con. Mình sẽ gặp Chiêu để cùng báo giá và đo thông số. Rồi, chào Chiêu. Chào, mến chào bà con các bác. Hôm nay con xin báo giá một số bông rang. Cây lứa với cây giống mình luôn hả Chiêu? Dạ, ngày em xin báo giá cây đầu tiên là cây đỏ Dubai. Đỏ Dubai. Rồi. Cây này cũng cao to ha. Dạ, cao to. Dạ. Cây cao 1m6. Cây đang có hoa luôn, tàn tròn ha. Dạ. Cao 1m6. Rồi đo cái tán ngang luôn đi Chiêu ơi. Hôm nay mình đi cái nhà vườn này, nhà vườn mới lạ đến với cái kênh Liên Nguyễn nha bà con. Bà con xem thì nếu có hợp nhãn thì hãy liên hệ với số điện thoại của Chiêu để ủng hộ ha. Bán ngang 70. 70. Cây đang rực rỡ bông luôn. Vào cái buổi sáng cây nó rất là tươi. Thoát thân luôn đi cưng. Thoát thân cho bà con luôn. Dạ, thoát thân là 1m1 ạ. 1m1, mình hảo hảo cái quanh gốc luôn. Cây này ở đây được vị trí này đường cặp ha. Dạ cặp anh. Hai cây giống nhau tương đương. Dạ. Mình là 10 anh. Chưa không ta? 9. 10, 9. 9. Mình 9. Em xin giao lưu một cặp này luôn đi anh. Rồi. Dạ. Thì hai cái nó tương đương nhau thì mình khỏi đo đi ha. Dạ. Ừ, cái cây kế bên được rồi. Thì cái cây này thì nó trội hơn nè, thấy nó cao hơn cái đó nữa, nó to hơn xíu đó. Dạ, đúng rồi. Rồi giao lưu cái cặp này như thế nào đây? Dạ, em xin giao lưu cặp này là 400k, em không bán ship. À, mình bán với cái đơn hàng 400k, không có bao ship. Thì cái giá thì nó rất là rẻ nha bà con. Hai cây này mình chỉ có 400k thôi. Dạ. Rồi. Rồi, tới cây mì đỏ nhung lá lớn. Cây này cũng khá là lớn nè, chân dài luôn. Nó cao quá. Cây này cỡ mấy? 2m2 luôn ha. 2m2 ha. Dạ. Cây đang có bông rực rỡ, mỹ đỏ chân dài. Cũng có một số bà con đang sưu tầm cái dòng này đây. Bông nó đỏ đỏ đô như thế này nè, rất là đã. Xiên bông với lại hoa rất là to. Dạ. Tán của mình cũng khoảng 70 ra. 70. Rồi. Dạ. Thoát thân 1m5 hơn. Thoát thân 1m5. Dạ. Quá trời chân dài luôn rồi. Hào thử cái quành gốc cái Chiêu. Sao đâu nha. Này có khoảng 8 đi. Này dạ. Có cái cây kẹt rồi, khó đâu. Dạ. Cũng phải 8, 9 nè. 8, 9. Tương đương. Rồi. Dạ. Mình cho cái giá luôn Chiêu ơi. Dạ, cái này báo giá là 200k, em không báo ship. 200k giá tại vườn luôn ha. Dạ, dạ giá tại vườn. Quá wow, ok. Nếu cô chú có vô vườn thì em sẽ để giá nới hơn. Nới hơn nữa ha. Dạ. Rồi. Ở đây là được hai cây đỏ Dubai. Dạ. Cũng 200, rồi cây này cũng 200. Rồi, dạ, tiếp theo. Báo giá cây Mỹ Hồng. Một số cây khủng trước đi ha. Dạ. Từ từ tới cây dạ, giống sao? 1m4. Tán ngang luôn Chiêu ơi. Dạ. Tán ngang 70 anh. 70. Là em đo chiều hao luôn đó. Rồi, cái bông nó đang búp ha bà con. Rồi có con số nó nở rồi. Mỹ Hồng mà xiên bông nè. Rồi có thể là buổi sáng hương thơm nhẹ nữa. Cây này tàn tròn hâu luôn. Dạ. Quanh 10 anh. Quanh 10. Thoát thân khoảng 1m. Thoát thân sạch. Tàn tròn. Rồi cái Mỹ Hồng này giao lưu giá sao đây? Dạ em cũng xin giao lưu giá 200 ạ. 200k ha. Em không bao ship nha. Rồi. Thì mọi chi tiết bà con nếu mà có điều gì đó cần cụ thể hơn thì hãy liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp Chiêu ha. Về giá cả rồi này kia nữa. Đây cây Mỹ Hồng nữa nè cưng. Mình đo đi. Nếu như bà con nào thích một cặp á. Dạ. Mua một cặp. Thường là mua một cặp về đừng có để hai bên. Cao 1m5 luôn anh. 1m5, rồi. Tàn ngang. Dạ.
bán ngang khoảng 70 luôn á. 70 ha. Dạ. 70 còn hơi yếu á, chắc cũng khoảng 80 90 luôn á. Dạ. Giá cũng vậy luôn hả cưng? Dạ, cây này thì nó hơi bị lép, giá 150 thôi. 150 thôi ha. Dạ. Nên gì nó không có chờ tán, nó không chờ. Rồi. Dạ. Nhưng mà thấy cây này cao to hơn. Không, như cây kia đẹp hơn ha. Rồi, ok. Dạ. Tiếp tục. Cây này cây gì? Em không biết tên nó luôn. Cam lai. Cam lai. Cam Pháp Lai á. Cam Pháp Lai. Nó gần như là lai Dubai vậy đó. Dạ. Cây cũng đang hoa. Cao là 1.6. Thoát thân chừng dài 1.6. Dạ. Thoát thân là 1.2 luôn rồi. 1.2. Rồi. Hoành cỡ 7. Hoành cỡ 7. Dạ. Đang bông. Bán ngang 50. Bán 5-60 luôn. 50 thôi. Rồi. Kệ đi. Mình đo. Cây này bông rất là to ha. Hoa rất là to. Rồi, giá luôn cưng ơi. Dạ, cây này như là 150k. 150k luôn. Em không bao ship tại vì em bán cây giá rẻ cho nên em không bao ship được ạ. Rồi. Dạ. Ok, giá thì nói chung rất là nới. Bà con có thể thương lượng thêm nữa cũng được ha. Dạ, em có một số cây thuần chậu sẵn. Thuần chậu sẵn. Cây này là trắng nói chung. Trắng nói chung. Cao 90. Bán ngang 50, 50. Hơn 50. Rồi. Dạ. Dạ, khoác thân 30. 30. Giá làm sao đây? Cái này em xin như 150k. 150k luôn. Dạ. Quá ok bà con ơi. Nhà giá nhà vườn rất là hợp lý. Cầm này tàu vàng tàu hương. Tàu vàng tàu hương này cái chậu khủng khiếp vậy. Rồi đó em mới về em cho nó vô đó luôn chứ. À. Rồi cái này mình có cây giống luôn phải không? Dạ em có cây giống luôn, có rất nhiều cây giống. Rồi. Nhà nhiều loại giống. Thôi chị thước mấy cái con cá người tiêu rồi. Cái mùa nhỏ cho nó gọn. Tới cái nào đây? Báo giá cặp này, cái cặp này chậu này bự vậy quá, ship nặng quá, chịu sao nổi. Không, em khi em giao đi em à. Em rút cái này là ở trong đây nó nhỏ thôi. À rồi, rồi ok, giao luôn luôn. Chia sẻ luôn đi cưng. Dạ. Yeah. Này em giao luôn là 150k, 150k một cặp ạ. 150k. Dạ, em không bao ship tại vì em khi đó em lấy này ra nó nhỏ trong á. Rồi. Em tắn cháu thêm thôi. Rồi, ok. Cây okay, tốt. Tiếp tục. Dạ, giao luôn 3 hàng Mỹ. Mỹ. Mỹ đỏ, Mỹ hàng này không phải Mỹ đỏ, hàng này ra. Nó cũng là Mỹ đỏ Campuchia. Campuchia. Thì cũng dòng Mỹ rồi. Dòng Mỹ. Dạ. Yeah. Này Mỹ hường phải không? Mỹ hường, Mỹ vàng, Mỹ đỏ. Mỹ hường, Mỹ vàng với Mỹ đỏ. Dạ. Yeah. Ba loại. Rồi. Giá sao đây? Ba loại này em giao luôn. Bộ này em giao luôn 200k. 200k cho ba cây ha. Dạ cho ba cây. Rồi. Tiếp tục. Thầy cũng có số cây Dubai. Cặp Dubai thuần chậu nè. Thuần chậu. Rồi mình đo chiều cao sơ sơ đi cưng. Mỏng 1.6. Từ gốc đến ngọn 1.6 ha. Dạ. Khóc thân chân dài luôn. Khóc thân là 1m lẻ. Khóc thân 1m lẻ 5. Dạ. Cây bên kia thì nó thấp hơn tí nhưng mà toàn nó bự hơn. Cây bên đây thì 83. Nói chung cây em cao, tính cao hơn 1m4. Rồi 1m4. Dạ. Cặp này bao giao lưu giá sao đây? À, cặp này xin giao lưu giá 300k. Không bao ship. 300k không bao ship ha. Dạ. Rồi. Rất là đẹp luôn mà. Tính ra là cây có 150.000. Cây em không bao ship được. Cây có 150 quá rẻ. Dạ. Cây cao nhiều ngào. Bà con nào thích cái dáng thoát thân chân dài là ok. Dạ. Rồi, tiếp tục mình giao lưu tới cái phần nào nữa đây? Dạ, em tiếp tục giao lưu phần cây giống anh. Cây giống ha. Dạ. Đây mình chia sẻ cho bà con thêm khu vực cây giống rất là nhiều luôn bà con ơi. Dạ. Giống em giới thiệu sơ lược cho bà con tham khảo ha. Dạ. Đấy, tím lá chung nè. Dạ, tím lá chung, vàng hường nọt xanh. Rồi. Cái này là lá nhỏ năm màu bông luôn đó. Năm màu bông lá nhỏ, dạ. Tím sen, hồng phấn, vàng đỏ gì đó ha. Tím, pha sen, hồng phấn, trắng, vàng đỏ. À, rồi bên kia mùng ương đây ha, đây là mùng ương.
có đủ loại mặt giống, đủ loại hết. Em xin chia sẻ trắng lá trung, dạ trắng lá trung, vàng hương lọt đỏ, lọt đỏ, mỹ cam, mỹ cam, cam Đài Loan, đỏ Dubai, đây tím lá trung cây lứa, dạ. Pháp vàng, rồi đào vàng, cái gì cũng vàng cam, cũng vàng cam, rồi đằng kia thì có tàu đỏ, dạ. Bên đó thì có mỹ đỏ Tiền Giang, mỹ đỏ Tiền Giang, vàng trắng Yên Bái, vàng trắng Yên Bái, mỹ hường, mỹ vàng hột gà, mỹ vàng lá bơ, đây phụng hoàng kim, phụng hoàng lửa, cam dạ quang, dạ quang. Đó, rồi vàng son ngũ, vàng son hoa mai, vàng son hoa mai, rồi vàng son Dubai, rồi pháp cúc siêu bông, pháp cúc siêu bông luôn, hồng tím thơm, đây đó, bông to xiên bông hồng tím thơm, rồi tím sen Vĩnh Châu, tím sen Vĩnh Châu, rồi mỹ tím Cà Mau, đỏ đuôi phụng, rồi cẩm thạch, một số cây giống vàng son lá nhỏ, vàng son lá nhỏ hàng hiếm, rồi một số đây nữa, đỏ nhung cẩm thạch, phụng Long Châu, dòng cẩm thạch là em đủ cẩm thạch sọc hồng, dạ. Rồi này tím cái gì tím nè, tím lá mai, vàng lá mai, vàng lá mai, dạ. Mỹ vàng, dạ. Rất là nhiều luôn bà con ơi, chắc báo giá không xảy rồi. Hồng phấn siêu bông đây nha bà con, quá trời bông rồi, bông vàng rực rỡ luôn, tàu vàng. Rồi bên này thì có một số cây lứa đang hoa luôn bà con. Nè. Dạ, tiếp tục con giao lưu một số cây lứa đang hoa. Dạ, là cây này là mỹ hường. Hường. Này sáng thôi nó bị chá nắng quá. Cao 1 mét ạ. Rồi cao 1 mét đang hoa luôn ha. Dạ đang hoa. Tán ngang 40 ạ. Thấy không? Tán ngang 40 rồi, dạ. Ok. Mỹ hường đột biến từ lá mỹ cam. Dạ. Thoát thân 66 ạ. Bò tượng nhóc ở trên ha. Dạ. Rồi, giao lưu giá sao đây? Dạ cây này em xin giao lưu giá 100k. 100k tại vườn luôn. Dạ, giá tại vườn ạ. Rồi, tiếp tục. Dạ, tiếp tục là cây hồng tím thơm ạ. Khu vườn này rộng bao la quá. Bao bông luôn. Luôn. Thơm ngào ngạt luôn ạ. Dạ. Rồi, cây 1 mét không? 1 mét 1. Dạ. Có khoảng 60 ạ. À. 50. 50. Dạ. Vành gốc khoảng 7. Vành khoảng 7 á. Dạ. Bán 50 ạ. À. Rồi. Cây đó giá sao luôn cưng? Dạ, cây này xin giao giá là 200k. 200k. Hồng tím thơm. Hồng tím thơm. Bên này cây mỹ đỏ Campuchia. Mỹ đỏ Campuchia. Dạ. Bên này em chưa đây. Đó luôn, 1m1. 1m1. Tán ngang luôn. Dạ. Tán ngang 50. Rồi. Dạ. À, khó khăn khoảng 65 ạ. Khó khăn 65, hoành gốc cũng có khoảng 67. Dạ. Thử coi. Hoành gốc khoảng 7 ạ. 7. Rồi. Hoành gốc 7 ạ. Mỹ đỏ Campuchia bông rất đẹp. Mỹ đỏ Campuchia. Đỏ. Chân bông đỏ luôn. Dạ. Rồi giá cái này sao? Dạ, giao luôn 150k. 150k ha. Dạ. Giá tại vườn. Giá tại vườn quá ok luôn bà con ơi. Rồi mình qua khu bên dạ, kia ha. Dạ mời dạ, mời bà con cô bác qua khu bên dạ, khu tiếp theo. Mới con có một số cây lứa muốn giao luôn cùng bà con ạ. À. Như vàng Thái Nghệ, đỏ Dubai, mỹ vàng nghệ. Vườn rất là nhiều ha. Dạ. Hai ba khu. Dạ, cam Pháp. Đây. Cam Pháp bông. Quá trời, cái này nó xiên bông siêu bông luôn nè. Dạ, cam Pháp. Rồi tàu vàng. Tàu vàng. Con giao lưu bà con qua số điện thoại tại vườn con nhiều quá, con không thể báo giá hết à. Rồi. Dạ. Thôi nữa ha. Dạ. Mấy cây này phơm tàn tròn không ha Chiêu? Dạ phơm tàn tròn. Trắng trung. Trắng lá trung. Tàn tròn và có thóc thân à. Trắng quá đã luôn, trắng này như nó chạy sọc với ta ơi. Dạ.
chạy sọc. Tán ở có một số cánh hoa sọc hồng. Dạ, sọc hồng. Đột biến. Vàng ta. Vàng ta luôn, vàng không, ta. Vàng tròn. Rồi à. Tàu đó. Tàu đó, tàu vàng. Con tham quan. Sen xưa nữa ha. Dạ. Tham quan một vòng ạ. À. Rất là nhiều. Còn cái khu kế tiếp nữa ngoài kìa, ngoài đường đúng không? Dạ, chiều. Khu ngoài có trang thái đá nhỏ. Thái đá nhỏ. Dạ. Quá trời xiên bông luôn. Lâu này cũng một thời là mưa làm gió ha. Dân trắng yên bác. Dân trắng. Rồi sen xưa nó là bông rồi nè. Đua bài đỏ lên bông. Để cho bà con xem cái cây sen xưa cái đã. Được 5 cái 6 cái đọt mà nó ra hết 6 cái hoa hoa. 7 cái đọt mà ra được 6 cái bông. Tiếp tục bên này. Cây đua bài nè. Quá trời bông rồi. Này trồng đất là không khó mà làm bông lắm nghe bà con, là bông tự nhiên. Ra bông tự nhiên. Ra bông vậy nè. Còn là bông tự nhiên anh trồng cây thần xưa đúng cho bà con vừa trồng là dễ sống đó. Vàng hường đọt xanh, xanh mỹ hường, vàng pháp mỹ hường đây, hoa to đùng. Bên đây thì vàng pháp sáng còn động xương luôn ha. Yeah. Vàng pháp quá đã. Khu vườn còn khá là rộng nha bà con. Trồng sen canh với nhãn. Bà con nào mà có dịp mà lại đến vườn giao lưu mà có dịp có nhãn có trái là được khuyến mãi nhãn luôn. Dạ. Rồi mình ra cái khu trước nữa ha. Ngày gì rồi mời bà con ra cái khu trang thái ạ. À? Trang thái lá nhãn ha. Dạ, thái lá nhãn. Thái đỏ, rồi. Dạ. Bà con tiếp theo. Dạ. Bà con tới trang thái lá nhỏ là con ạ. À. Thái đỏ lá nhỏ. Đây một cốt ha. Dạ, cây một cốt. Một cốt cái này dưới cái bể cụ cũng bự à. Đo thử đi chị. À, bể cũ là 17 à. 17. Dạ, 17. Rồi. Cái cây tiếp theo luôn đi cưng, sẵn mình đo hai à. Hai cái tàn này nó ná bằng gần bằng nhau á. Dạ 19 ạ. 19. Rồi, thảo à. Thử cái tàn đi. Dạ, cái tàn là 1m ạ. 1m. Rồi. Tàn bên này thì rộng hơn à. Dạ. Nó cao 1m5 rồi. 1m5. Dạ. Rồi, giá luôn. Dạ. Giá luôn cặp luôn nha. Cặp luôn ha. Dạ. Rồi. Cặp bự này dạ, em giao luôn cặp này 300k. 300k. Không có chip. Rồi. Giá là vừa. Rồi, ok. Mình đi dạy lên kia. Cũng còn cả chục gốc như vậy ha. Dạ. Mấy cây này thì nó nhỏ hơn xíu. Dạ. Cây này tốt thân. Rồi, quay đi mình đo luôn không ạ? Hay là... Ừ, đo sơ sơ đi. Đo sơ sơ nha. Ừ, đo sơ sơ đi. Dạ... Mét 3. Mét 3. Nhà... Cả 10. Đi qua bình 10 ạ. À. Rồi. Nhà cây này em đo luôn giá 130k. 130.000. Dạ. Quá rẻ luôn. Giá thay dương ạ. Đi, còn vài cây này mình chia sẻ cho bà con luôn. Dạ. Cây nó cũng tương đương giá nhau ta. Được ha. Tầm khoảng này thấy lỗ hàng chắc cũng có một người giao lưu rồi ha. Dạ. Chả quá im mà. Đây. Nè, cây này nè. Bông rất là xiên bông luôn. Đế cũng đã nữa nè. Đế đẹp. Cũng đồng giá như ngày nãy ha. Dạ đồng giá. 130k ha. 130k. Vườn còn lại một số cây nha bà con. Cũng cỡ khoảng vành 8-10. Vành này hơn 10 hết rồi. Dạ hơn 10. Cây cao cỡ khoảng 1m3. Rồi. Vậy ha. Dạ. Mình chia sẻ cái clip đến đây mình cũng tạm dừng thôi ha chị. Dạ. Rồi hẹn bà con lại với clip khác ha. Dạ. Dạ clip con bà con ủng hộ và chia sẻ giúp con ạ. Rồi. Con xin trân trọng cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Hẹn gặp lại bà con những clip khác nha bà con. Nếu bà con có yêu mến hợp nhãn thì cứ liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp trực tiếp chuyển chiêu.